Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt. Và sau đây là tin tức: vợ chồng Lương Thế Thành cắt quốc đôi ở tuần lễ thời trang. Tối ngày 25 tháng 4, vợ chồng Lương Thế Thành đảm nhận vai trò người mẫu khách mời ở một show thời trang áo dài thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa xuân hè 2016. Tuy không phải người mẫu chuyên nghiệp, cả hai thể hiện khá trọn vẹn tinh thần của bộ sưu tập. Cặp đôi diện áo dài cách tân nhưng vẫn đậm hồn Việt, cũng như hơi thở phương Đông. Với bộ sưu tập này, nhà thiết kế mạnh dạn sử dụng gam màu rực rỡ thay vì màu sắc nhẹ nhàng trung tính. Ngoài vợ chồng Lương Thế Thành thúy diễm, bộ sưu tập áo dài còn có màn trình diễn đôi khác. Người đẹp Trương Thị Mai và diễn viên Quốc Cường được chọn diễn mở màn. Lan Khuê sánh đôi với diễn viên Quốc Trường, nam diễn viên 8X hơi căng thẳng khi sẽ bước trong vai trò người mẫu. Á hậu Lệ Hằng cách quốc bên cạnh diễn viên Mã Hiếu Đông, cô diện mẫu áo dài họa tiết chim công đình chùa. Không quá chú trọng vào kiểu dáng, nhà thiết kế tạo điểm nhấn ở họa tiết trang phục. Bên cạnh họa tiết thiên nhiên như hoa lá, mây trời, chim muông, những hình ảnh bình dị trong cuộc sống, nhà thiết kế còn đưa một số danh lam thắng cảnh lên áo dài như Chợ Nổi Cái Răng và Hội An. Lan Khuê diện áo dài đỏ rực rỡ. Tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam năm nay, hoa khôi áo dài nhận được nhiều lời mời trình diễn. Quán quân Việt Nam Next Top Model mùa đầu tiên Trang Khiếu mang hình ảnh cánh cò lên sàn diễn. Hoàng Thùy thể hiện những bước cách quốc tự tin, chuyên nghiệp của người mẫu từng diễn ở quốc tế. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!